Hôm nay, 21 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tô Duy Toàn, 27 tuổi, ngụ ấp 5 xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quảng, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm đó, ngày 19 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Hớn Quảng phối hợp với công an xã Đồng Nơ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn xã Đồng Nơ đã phát hiện xe máy biển số 93CA00409 do Tô Duy Toàn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện một thùng xốp trên xe của Toàn có chứa 10 hộp pháo nổ, khối lượng 17,45 kg. Tôi duy toàn thừa nhận số pháo này mua từ người khác với giá 1 triệu đồng để bán lại với giá 1,2 triệu đồng. Trên đường giao pháo cho người mua thì bị phát hiện bắt giữ.